Hai chị anh em bảo xỉa lương, mình từ lũ S98 rất buồn quay trở lại các bạn trong video ngày hôm nay. Méo, không online xuống luôn ấy rồi các bạn ạ. À, kinh vai. Trong clip này mình sẽ thử chơi theo trend, đó là bỏ hồn đực lam sói kiều đi các bạn nhá. Nguyên nhân đó là hồn đực lam, các loại hồn đực lam cũ hơn, ví dụ như hồn đực lam bảo vệ, hồn đực lam bão tố và Devil hiện nay đang khắc chế khá tốt Athena và Hayden. Bên cạnh đó thì hồn lực lam sói cừu thì cũng không quá cần thiết ở trong những giai đoạn đầu lượt, do là có khiên meta và bản thân các võ sĩ thì cũng có cái sức phòng thủ rất là khỏe rồi, cùng lắm thì là biến hình. Cho nên hồn lực lam sói cừu thì các bạn ấy đang có một cái trend đó là bỏ đi, thay vào đó thì sử dụng những cái hồn lực lam như mình vừa trình bày, và mình sẽ thử xem là có hiệu quả không các bạn nhé. Nào, meo ấy. À, rồi đấy, phải nó phải tự động đánh một trận đấu trường xong thì nó mới khỏe các bạn. Omega Rugal mình sẽ quay trở lại cho cầm hồn đực lam bão tố. Đây vẫn là hồn đực lam giúp cho Omega Rugal có sức sát thương ghê gớm nhất. Hồn đực lam Devil mình sẽ sử dụng dành cho Kensu. Đây là cái hồn đực lam từ trước tới nay mình đã dùng cho nó khá nhiều lần và mới bỏ đi thôi. Yumi thì Dũng vẫn dùng hồn đực lam phong ấn. Cặp sói kiều thì hiện nay thì mình sẽ thay bằng cái gì nhỉ? Nhưng mà mình làm gì có nhiều hồn đực thế đấy như khác đâu nhỉ? À, mình có hồn đực lam Winter mà. Quên. Hồn đực lam đông lạnh này cầm cho Kyo cũng rất tốt. Đảm bảo rằng Kyo cũng có cái khả năng chống chịu. À, còn cuối cùng là con Semi-Lôi. Semi-Lôi ở đây thì mình có vài sự lựa chọn, nhưng có lẽ hồn đực lam Meditation. Tọa thiền thật ra cũng không cần thiết lắm đâu, vì nó ở trạng thái 3 sao. Ở đây mình sẽ cho nó cầm hồn đực lam Codex đi. Hồn đực lam này thì thật ra là cũng không kích hoạt tốt lắm dành cho, xem nào, phân vân phết nhờ. Thôi sói các bạn nhá. Kiểu mình cũng cao phết rồi, nhanh hết giờ. Ở đây cũng 20:09 luôn các bạn. Athena này. Rồi. Và viện trợ thì mình sẽ đổi quay trở lại viện trợ Athena. Và tất nhiên cho nó tham chiến luôn. Vị trí đứng trong đội hình. Thôi có lẽ như này ổn rồi đấy. Nào quẩy đi. 20:09 rồi. Méo nhỉ, phải đánh hai trận mới đúng ngày, một trận. À mình hạng 20 à? Nó tự cho mình lên hạng 20 rồi. Thì có khi thì lên được hạng 8 đấy, đùa đâu. SDVK Brazil xuống hạng 10 rồi. Hiện nay trong khu vực hạng từ 7 đến 10 toàn những cái tên lạ hoắc lạ hơ luôn. Mèo ấy, hổ không gầm ấy. Mèo ấy tưởng là mèo à? Mình tin tưởng rằng dù mình có bỏ tới 2-3 võ sĩ đi chăng nữa thì vẫn có cơ hội lọt vào trong khu vực top 0x. Không x xa xa thôi. Chứ top 0x sâu thì phải chờ. Lý do theo mình thì tới từ hai yếu tố. Võ sĩ thì thiếu một con kỹ tốt hơn Semi-Lôi. Còn đồ thì đợt tới mình sẽ chơi ấn ký nha. Hồn đực lam mình thấy như này cũng là khá ổn rồi. À, đội hình của đội bạn thì có Asuka. Đó là vị trí mà nếu như không có hồn đực lam tọa thiền thì khó giết hơn. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đâu, vì mình nghĩ rằng Omega Rugal đủ sức để gọi là giết được con Asuka đấy. Rồi, sức sát thương các bạn nhìn thấy rất ghê luôn. Cảm giác đam to vãi xoài luôn. Rồi, một pha phản kích khá ghê của Hayden. Như vậy là toàn bộ võ sĩ bên mình đều được tung tuyệt kỹ trong lượt đầu tiên. Thậm chí có võ sĩ còn được tung tuyệt kỹ 2 đến 3 lần cơ. Không cấm cái máy giặt à? Hả, anh cấm rồi. Rồi, lượt 1 bên mình đang gây được tổng sát thương nhiều quá. Hayden mất mấy lần miễn chí tử? Hết sạch miễn chí tử luôn các bạn ạ. Vãi xoài. Và bây giờ nó đang hồi lại một lần. Khả năng cao nếu như mà đánh tốt thì mình hoàn toàn có thể giết được Hayden ở trong lượt thứ 3 thôi.
Khi đấy thì nói thật trận chiến ấy diễn ra vô cùng tròng vánh và trào lưu bỏ hồn lực năm sói cừu mình nghĩ sẽ diễn ra mạnh mẽ. Đây là một bộ hồn lực năm cũng không phải là quá mới. Thường người ta sẽ hướng tới cuồng chiến được các bạn ạ. Đó là hồn lực năm chưa ra mắt ở server quốc tế. Hàng trên Kyo đội bạn biến hình liên tục. Và Hayden thì luôn trong tình trạng chỉ còn một chấm máu thôi. Ok, Omega Ruo cầm hồn lực 5 bão tố dã man nhờ. Cũng phải nói thêm rằng phe bạn có chỉ số lực chiến thấp hơn mình khá nhiều. Nghĩa là đồ của họ cũng không được ngon lắm đâu. Đây là Kensu. Mọi khi Kensu khá là phế, thậm chí không hồi được máu là do đối đầu với cái hồn lực 5 cái hiểu khô héo của một hit bay màu. Chứ hồn lực 5 đấy cũng không nhiều người sở hữu đâu. Cho nên là các bạn thì cái sủ của mình nó cũng không tồi lắm đâu. Rồi, ấn ký đây các bạn. Cày ghê, hay đơn bên bạn vừa có một highlight vào mặt Omega Dugo phe mình. Và đừng bảo là cái gì nhỉ, Omega Dugo chết luôn nhá. Cái sủ vẫn chết nhanh thế. Thậm chí còn chết nhanh hơn cả Semiloi. Đu lo đội bạn cũng làm sàn khá nhanh. Hy vọng là Omega Ruo bên mình vẫn còn mạng. Mặc dù mình không nhìn thấy chân tay ở đâu nữa rồi. Hay đơn của đội bạn chỉ cần một xíu nữa là sẽ chết thôi. Đủ một lần chảy máu này nữa là họ sẽ thua đấy các bạn. Tức là đánh vào hay đơn vừa vừa thôi. Không cho nó tích đủ số lần phản kích. Thì cơ hội chiến thắng rất cao đây rồi. Vẫn còn Omega Dugo. Và có cả trang béo vào nữa. Hợp lý rồi đấy. Omega Dugo mình đam nhìn sướng thế. Thanh máu đội bạn tụt phải nói là không phanh luôn. Mười tám tầng. Đèn nè. Nó dí chuẩn luôn các bạn này. Mày vai. Rồi. Một pha highlight của Omega Duo bên mình. Cú la băng đội bạn chưa kịp hành động gì luôn. Kyo chính thức làm xuống. Và không nói chung thằng Hayden vẫn phải đợt sau nữa. Cảm giác Hayden nó vẫn trâu á. Bây giờ đến được Rap phe mình phản kích. Rồi cả Omega Dugo nữa. Ui chấm máu thằng Omega Dugo đội bạn rồi. Phí thế. Hiển nhiên là Rap hoàn toàn đủ sức chống chịu trước Hayden. Về mặt phòng thủ mình thấy rằng Rap hoàn toàn không thua kém các võ sĩ khác. Và quan trọng là nó không sợ chảy máu các bạn. Athena, Hayden, Omega Dugo, thậm chí cả Kyo đều là những võ sĩ rất ngán chảy máu. Nhưng Rap thì không. Rồi, ai đó đã búp bẩn nộ cho Rap. Mình tin tưởng rất lớn là trận này mình sẽ thắng. À, Hayden không đủ 20 tầng là làm luôn. Đấy, đánh ít vào nó là nó sẽ đứt các bạn. Chứ càng đánh nhiều vào Hayden càng không được cái việc gì hết. Trận này ăn chặt rồi. Được các bạn ạ, không cần sói cừu đâu. Ao ê. Đây chính là bộ 3 mà mình sắp xếp. Nhìn chung thì vị trí Yumi vẫn là một vị trí xài ngon luôn. Cái băng của nó vẫn ức chế lắm. Eo, ao ê. Chảy máu à hay cái gì mà đội mà nó thịt một phát bay hai con Omega đùa với Yumi được nhở? Chảy máu à? Cày thế, phí quá. Trang béo lượt lần thi đấu này cũng không hiệu quả. Khi mà nó liên tục mất đi cái lần chuyển hóa công thủ. Omega Dugo cũng chỉ còn mạng cuối thôi.
Ở trận đấu này mình hoàn toàn có thể gọi là kỳ vọng vào việc Ráp nó cân tem nhé. Cũng phải nói thêm rằng cái tính năng ấn ký ấy, mình nghi ngờ cũng là một trong những cái mà nó giết hai con cũng đẩy bên mình. Chứ mình nhớ là Omega Lugo chết bằng chảy máu chứ Yuumi thì hiếm khi chết bằng chảy máu lắm. Một mạng nữa của Athena tiếp tục nằm xuống, đây mới chỉ là lượt 7 thôi các bạn. Bỏ hai con tanker mới hơn để lấy một tanker cũ, đó là Raph. Không phải mình là kẻ ngốc đâu các bạn, mà mình có những toan tính mà các bạn có thể không biết đấy. Eo đánh đau ghê. Rồi, Anis cũng không còn nhiều miễn chí tử đâu. Chém đau ghê. Có thể nói là số lần miễn chí tử của Ráp gần như là vô biên vô tận. Ao này, làm gì được. Nát thảo ngoài hỏng hỏng à. Được là ăn thua. May hệ thống có đánh tự đánh cho một trận lên hạng 20 ăn đồng hạng hạng 11 ấy. Không thì lỗ vốn quá. Mình sẽ mày mò thêm một tí, nãy chưa tính mấy. Eo. Yumi phong ấn này. Trang béo ở đây vớ vẩn quá. Thôi, không có kiều thì sói nó cũng không cần thiết đâu. Kensu thế nào vẫn chết nhanh thế nhỉ? Kensu vẫn chết chết nhanh thật luôn. Devil là một cái hồn lực 5 theo kiểu là phản đam. Nó phản lại hiệu ứng ở lượt trước trong mấy lượt đầu cũng khá ngon. Shermie này thôi mình sẽ cho cầm hồn lực 5 gốt đét như này. Để lấy lợi thế à. Hai võ sĩ nữ thì thật ra hồn lực 5 gốt đét nó cũng chưa phát huy được tối đa sức mạnh đâu. Nhưng mà thôi, méo mó có hơn không. Wow. Sói kiểu mình cho mấy con bự bự. Còn có được 5 tọa thiền, phí quá nhỉ. Chả nhẽ cho Kensu cầm tọa thiền. Ok, đây sẽ là ba vị trí cuối cùng còn sót lại trong team, à gọi là còn lại sau cùng trận chiến. Tổng lực chiến của Kensu mình thấy rằng cũng không thấp đâu, sao nhanh chết thế. Đồ đạc các thứ của nó cũng có phải là tồi đâu. À thằng Ráp này mình cho cầm run sói luôn đi chứ, có thèm cho cầm run thủ đâu. Thay vào thủ mình cho Semi lôi mà. Lắm bộ sói quá. Thôi cho nó gọi là về đúng bản ngã nha, nó nghịch danh nhá. Vì trận này mình sẽ búp búp ráp thành một con gọi là tồn tại sau cùng. Omega Dugo mình rõ ràng cảm nhận được cái sức sát thương ghê gớm của nó khi mà cầm cái bộ. Nó viên này là viên gì? À đấy viên số 4 à? À đúng rồi. Eo, sao mình lồi phế quá. Mình chỉ mong nó ra con Miss X với con nhanh nhanh tí. Đội hình này lực chiến gần như là tối đa đấy. Đợt trước không hiểu mình fix cái gì mà lực chiến của nó bị tụt xuống. Khả năng là dùng những cái bộ hồn lực 5 cũ này nó có cấp độ sao nó cao hơn. Và viện trợ Athena nữa. Ào lại nhá. Ao tin. Đấy cái tay rau này mà không thắng được thì nói thật phèn quá. Eo, chả nhẽ tờ lú hết thời rồi à.
Không thể. Đội hình của phe bạn là một đội hình theo mình ngoại trừ vị trí Asuka ra thì cũng khá là cơ bản, tức là các vị trí tấn công và phòng thủ là khá đặc trưng, cả hiệu ứng kỹ năng nữa. Thường thường người ta sẽ thay Asuka bằng Mai hoặc là bằng Yumi, là Dream Team luôn đấy, viện trợ hoặc hoặc đưa một hai con đấy vào viện trợ. Nhưng Finger Fan mình chắc là sẽ không ra viện trợ Yumi đâu. Đó là một võ sĩ hợp tác và cái thời điểm ra mắt võ sĩ hợp tác nó qua rồi. Rồi, khá bất ngờ khi mà lần này mình thấy cấm chiêu ngay từ lần 1. Bình thường thì ở lần 1 các võ sĩ nó kháng hiệu ứng rất là cao nên là cấm chiêu nó không có mấy. Trận đấu trước thật sự những cái lượt đầu tiên bên mình đánh phải nói là quá hay luôn, đánh gọi là chiếm lợi thế hoàn toàn luôn. Mày này mất miệng một lần Nguyễn Chí Tử nhé cu. Nhiều cấm chiêu thế. Trận đấu này ngay chừng sẽ khó giết Hayden hơn này. Ở trận đấu trước bên mình cảm giác đánh vào Hayden khá đơn giản mà bật vị trí tử liên tục. Rồi, phe ta cũng đang có những pha gây hiệu ứng cực kỳ khó chịu lên đội bạn. Kyo vẫn là con võ sĩ đam khá ảo. Ở rất nhiều lượt Kyo có lượng sát thương phải nói là bùng nổ. Rồi gần chết Omiyanugo đối bạn rồi. Mình tin chỉ cần phản kích chuẩn thêm một chút nữa thôi là lấy mạng Omiyanugo. Éo rồi lại cấm chiêu. Như vậy là cả 3 lượt Omega Google bên mình đều dính cấm chiêu. Cái ấn ký của đội bạn nó cũng phát huy tác dụng. Coi như là một võ sĩ gây sát thương rồi ạ. Mình đang chờ vòng 2 của Club, mình sẽ tiêu Yên Cương vào cái tính năng ấn ký. Mình cho rằng tính năng đấy nó còn ghê gớm hơn cả Hồ Đức Lâm thôi. 4 cái cấm chiêu bên đội bạn, rất khó chịu. Dulon bên đội bạn có vẻ như chưa kích hoạt được môn. Chết một cách khá nhanh chóng. Hoặc là đồ của đội bạn không đủ dành cho hai võ sĩ vệ. L
lợi thế cơ bản đang nghiêng về phe ta ở cả các vai trò tấn công và phòng thủ. Có điều Hayden với đội bạn đang chống chịu phải nói là cực tốt luôn. Khiếp thật. Hayden tích lũy được tới 40 tầng trong vòng một lượt các bạn ạ. Khiếp thật. Kyo ẩn thân, Dulon thì chết rồi, một mình Hayden chịu sát thương. Và quả thật bên mình các võ sĩ chưa đủ để giết được con Hayden. Mày này. Rồi, Omigamugo đang ngon quá. Trận này có vẻ Kensu ổn áp hơn rất nhiều. Thanh máu của Kensu hiếm khi nào bị tụt về dưới 50%. Ổn đấy, mọi thứ đang diễn ra phải nói là hết sức hợp lý. Tất cả các bác sĩ bên mình đang giải hiệu ứng chéo chéo với nhau. Nhìn ngon vãi. Rồi, 18 tầng chứ không phải 20 tầng. Rồi, đây là hiệu quả của Yumi đấy các bạn. Đợt 5 rồi, Yumi kích hoạt được nhị môn. Đó là đóng băng hàng loạt phe địch. Nói chung con Yumi mình thấy nó vẫn rất là ngon ở cái nội tại đấy. Nhưng mà nó kiểu phát nổ phát xịt. Có những phát thì nó mình thấy nó rất là ngon luôn. Nó đóng băng đội bạn rất khó chịu như là này. Có như phát trước em không thấy đóng băng gì cả. Lượt 6 rồi. Ở ván trước lượt 7 là bên mình tan nát chim muông. Omega Duo làm lên làm xuống. Lượt này thì quyền chủ động đang hoàn toàn ở bên tay ta. Mặc dù đoạn đầu tấn công không tốt bằng. Ảo thật, nói chung nó cứ ảo ma thật. Không biết theo mà gọi là mà lần nữa các bạn. Rồi, một pha sát thương rất đau tới từ Omega Duo phe bạn. Rồi, Kensu hay ai đấy vừa có một pha phản kích tươi thế nhở. Hình như là Kensu các bạn ạ. Ăn mạng của Omega Duo ngay tức lị. Ôi, trận này Kensu tỏa sáng luôn. Các bạn để ý thanh máu của Kensu hiếm khi bị tụt xuống. Ảo ma thật. Đầy máu nhảy à, đánh cả ngày không ngờ chết được Kensu. Cũng phải nói thêm rằng Omega Duo phe mình trận này sát thương không để đội bạn ở trạng thái châm máu mà thường là lấy mạng luôn. Nè cu. Việc Kensu không tung một tuyệt kỹ nó không vấn đề lắm. Tích nội này phản kích càng sướng. Kensu có tới 3 lần phản kích trên một lượt cơ mà. Đấy. Đúng à, tội gì. Rồi, chuyển hóa công thủ ở bên phe ta. Ngon quá. Mẹ ơi, trận này thì hợp lý thế. Đáng tiếc là lại hết sau 20.9. Nhưng mà mình thấy rút lại là không có sói cừu vẫn ổn các bạn nhé. Nó cũng không đến nỗi là tệ lắm đâu. Đợt 8 rồi mà mình vẫn thấy đang nói là ổn mà. Nào, gõ đầu con Kula đi. Ấy, gần chết Kula rồi. Chết Kula luôn. Tươi vãi. Hayden chỉ còn một lần miễn chí tử. Và cứ cái đà này thì việc mình giết được Hayden ở lượt 9 hoặc lượt 10 là đều trong tầm tay. Kensu trận này phải nói là tỏa sáng luôn. Xít nữa thì định thay rồi đi. Kensu đang ám vào cả hai vị trí tanker đội bạn. Điều đấy cũng có nghĩa rằng hai vị trí đội bạn sẽ không thể hoạt động được đâu. Thoát được rồi à. Mày thoát được à. Đây không phải là Hayden S-Mark. Và thậm chí là Hayden S-Mark thì cũng chưa chắc đã
gánh được nhá. Vì một trong những điểm yếu của Hayden đó là khả năng chảy máu đến chết. Băng thì ta giải băng, Hayden này Hayden cầm hột được 5 phong ấn các bạn. Này này. 20 tầng là tối đa luôn. Kể một đội bạn mà được reset thì có khi họ lên được 40 tầng để đùa. Rồi, thế chủ động sẽ hoàn toàn nằm với phe ta. Dính hiệu ứng thì sẽ không phản kích được. Đấy là một trong những điểm yếu của Hayden. Cho nên là nhiều bạn cho Hayden cầm hồn lực lam bảo vệ luôn ấy. Ok, không thể cử động được đâu. Yumi vẫn còn giá trị, Kensu vẫn còn giá trị. Trong team của mình chỉ có đúng một con vô giá, vô giá trị đó là con Sermi. Còn đâu con nào mình đã đều lấy ra trong tính toán nhé. Vì thật ra là con Sermi lôi nó cũ quá, nó quá quá là cũ rồi. Rồi, đây hình như là đột tử hay sao ấy. Ao ơi, đầu phải ngon rồi không? Thêm một trận nữa các bạn nhé. Này, chúng ta sẽ đối đầu với người chơi xin té. Với một đội hình phải nói rằng toàn siêu sao rồi các bạn. Nhìn trông mờ lem đấy. Đã có Hayden, lại còn cả Athena, lại còn cả Cula Băng. Không hiểu tay này, tay xin tê này hắn chỉ tầm VIP 10 trở xuống rồi các bạn. Mới không hiểu sao hắn lấy im cương đổ đâu, hắn lấy 5 võ sĩ thật đấy. Đợt này mình tăng lực chiến ác quá, mình toàn thay võ sĩ tiêu im cương cái lúc đâu ấy nhỉ. Nó thích tăng lực chiến mấy. Hội một ít bay màu ở tay em nú em kia vậy, hội cho nó lên lực chiến đều thật ấy. Rồi đội bạn thậm chí còn có cả đu lon nữa. Như vậy team bạn có tới 3 vị trí về mặt gọi là phòng thủ. Có điều với Rap S-Max trên sân, đu lon đội bạn sẽ chết nhanh thôi. Đu lon có một cái hiệu quả gọi là có một cái ám gọi là hèn nhát các bạn. Đấy, tức là tanker mà giấu đằng sau thì sẽ bị giảm khả năng phòng thủ cực kỳ lớn. À thế này Hayden. Cảm giác mình nói thật, cảm giác bất lực thế nào ấy. Cảm giác đánh không xi nhê. Cái gì đấy? Ôi Sabilo còn chưa kịp bật gọi là cái gì à? Ui. Mình nghĩ đây chính là hậu quả của việc không sử dụng hồn lực lam sói cừu. Hoài Sermilo còn chưa kịp tung tuyệt kỹ đã nằm xuống. Chưa kịp tung tuyệt kỹ thì Sermilo. Mình nhớ là có một lần ẩn thân ý nhỉ. Ảo thế nhỉ, mình nhớ là nó nhị môn nó có một lần ẩn thân mà. Sao lại chết luôn được nhỉ? Đánh như đánh vào đá. Có điều hiệu quả chảy máu vẫn phát huy tác dụng. Phe bạn vẫn bị hiệu quả chảy máu tiêu đốt thanh máu một cách thê thảm, tụt ghê gớm luôn. Mình cảm giác đội hình của Shinte cũng có cái giảm cả tỷ lệ hồi máu ấy. Bên mình cảm thấy hồi máu yếu quá. Rồi, Kensu trận này mất vị trí tử liên tục luôn. Rồi, áo ăn được rồi, nát như tương, không bắt nạt trẻ con. Hẹn các bạn trong một thời gian sau, không giờ 2:09 nhá. Tại này mình le ve, hạn 8:09:10 thôi. Áo ăn được gì bên trong rồi. Kinh lắm. Thôi, để hình con vớ vẩn thôi. Nhìn nó hèn hèn tí các bạn đỡ đập. Thôi chào các bạn nha.